Chào mừng các em đã đến với www.sửamáy66. Bây giờ chúng ta hãy ngồi cách màn hình máy tính khoảng 1 mét, ngồi đúng tư thế và bắt đầu học bài. Ai đã đặt tên cho dòng sông? Trích Hoàng Phủ Ngọc Tường. A. Kiến thức cơ bản. Một La Mã về tác giả. Hoàng Phủ Ngọc Tường sinh năm 1937 tại Huế, quê gốc ở Quảng Trị. Ông học trung học và đại học ở Huế, Sài Gòn. Năm 1966, thoát ly lên chiến khu tham gia cuộc kháng chiến chống Mỹ bằng hoạt động văn nghệ. Hoàng Phủ Ngọc Tường là một trong những nhà văn chuyên về bút ký. Tác phẩm của ông là sự kết hợp nhuần nhuyễn giữa chất trí tuệ và trữ tình, giữa nghị luận sắc bén với cách trình bày giàu chất thơ và sự vận dụng tổng hợp tri thức triết học, địa lý, lịch sử, văn hóa. Những tác phẩm chính: Ngôi sao trên đỉnh Phu Văn Lâu năm 1971, Rất nhiều ánh lửa năm 1979, Ai đã đặt tên cho dòng sông năm 1986, Hoa trái quanh tôi năm 1995, Ngọn núi ảo ảnh năm 1999. Hai La Mã về tác phẩm. Một, xuất xứ. Bút ký Ai đã đặt tên cho dòng sông là tác phẩm xuất sắc của Hoàng Phủ Ngọc Tường, được viết năm 1981, in trong tập sách cùng tên. Bài bút ký có 3 phần. Đoạn trích học trong sách giáo khoa nằm ở phần thứ nhất của tác phẩm. 2. Nội dung. Tác phẩm ca ngợi vẻ đẹp của sông Hương từ nhiều góc độ, từ thượng nguồn tới khi qua kinh thành Huế, từ tự nhiên, lịch sử đến văn hóa nghệ thuật. Qua đó, nhà văn ca ngợi thành phố Huế và rộng hơn là ca ngợi quê hương, đất nước. Tác giả huy động vốn kiến thức phong phú về địa lý, lịch sử, văn hóa, nghệ thuật, sử dụng thủ pháp nghệ thuật nhân hóa, so sánh, liên tưởng với giọng văn mượt mà, giàu nhịp điệu và chất thơ. 3. Nghệ thuật. Hoàng Phủ Ngọc Tường chủ yếu sử dụng nghệ thuật nhân hóa, so sánh. Dòng sông Hương được ví với một cô gái di gan, phóng khoáng và mang dại. Người mẹ phù sa, người con gái đẹp nằm ngủ mơ màng giữa cánh đồng châu hóa đầy hoa dại. Người tình của Huế, người tài nữ đánh đàn, người con gái dịu dàng của đất nước. Sông Hương được so sánh với những con sông nổi tiếng trên thế giới, sông Sen, sông Danube, sông Neva, để làm nổi bật sự tương đồng và nhất là sự khác biệt, độc đáo. Lời văn giàu chất thơ, giàu hình ảnh, cảm xúc, nhịp điệu. 4. Chủ đề. Từ những cảm xúc sâu lắng kết hợp với vốn kiến thức phong phú về địa lý, lịch sử, văn hóa, tác giả đã khám phá và ca ngợi vẻ đẹp của sông Hương, kinh thành Huế, vẻ đẹp của quê hương đất nước. B. Luyện tập. Một La Mã. Câu hỏi và đề văn. Câu 1. Sông Hương vùng thượng nguồn được miêu tả như thế nào? Nét độc đáo của sự miêu tả ấy. Câu 2. Sông Hương khi gặp kinh thành Huế có nét gì đặc biệt? Tác giả đã sử dụng biện pháp nghệ thuật gì để thể hiện sự đặc biệt đó? Câu 3. Ngoài vẻ đẹp thiên nhiên, tác giả còn phát hiện sông Hương có những vẻ đẹp nào khác? Câu 4. Cảm nhận của anh chị về nhân vật tôi trong tác phẩm, vốn tri thức, văn hóa, tình cảm với Huế, điểm nhìn và giọng điệu trần thuật. Câu 5. So sánh cách tiếp cận sông Đà của Nguyễn Tuân với cách tiếp cận sông Hương của Hoàng Phủ Ngọc Tường. Hai La Mã, gợi ý. Câu 1. Tác giả miêu tả sông Hương vùng thượng nguồn đẹp và mạnh mẽ, như một cô gái di gan phóng khoáng và mang dại. Một loạt những tính từ, động từ gây ấn tượng mạnh được sử dụng như râm rộ, mãnh liệt, cuộn xoáy, dịu dàng, say đắm, gan dạ, tự do, diễn tả các trạng thái của dòng sông. Biện pháp so sánh được sử dụng sáng tạo. Sông là bản trường ca, sông như cơn lốc, sông như cô gái di gan, sông trở thành người mẹ phù sa. Với biện pháp nhân hóa, dòng sông lại hiện lên như một con người mà phần tâm hồn sâu thẳm của nó đã đóng kín lại ở cửa rừng. Câu 2. Trước khi gặp thành phố Huế, sông Hương là người gái đẹp nằm ngủ mơ màng giữa cánh đồng châu hóa đầy hoa dại. Sông Hương đã chuyển dòng liên tục khi gặp Huế. Về hình dáng, dòng sông mềm như tấm lụa. Về màu sắc, sớm xanh, trưa vàng, chiều tím. Về dòng chảy, sông Hương khi qua thành phố trôi đi chậm, thật chậm, cơ hồ chỉ còn là một mặt hồ yên tĩnh. Về vẻ đẹp trầm mặc, như triết lý, như cổ thi. Tác giả đã miêu tả sông Hương từ nhiều góc độ, đồng thời vẫn tiếp tục sử dụng biện pháp nhân hóa.
Dòng sông như cô gái có ý thức tìm kiếm để đi tới nơi gặp thành phố tương lai. Sông vui tươi hẳn lên khi tìm đúng đường về. Sông trở thành người tài nữ đánh đàn lúc đêm khuya. Sông Hương là nàng kiều trở lại với Huế, chàng kim trọng của nó, để nói một lời thề trước khi về biển cả. Mặt khác, tác giả còn so sánh sông Hương với những dòng sông nổi tiếng trên thế giới như sông Sen của Paris, sông Danube của Budapest, sông Neva của Leningrad. Những con sông nằm ngay giữa lòng thành phố yêu quý của mình. Điểm khác của sông Hương so với sông Sen, sông Danube là thành phố Huế có cảnh lập lòe trong đêm sương những ánh lửa thuyền chài của một linh hồn mô tê xưa cũ. Điểm khác với sông Neva là trong khi nước sông Neva chảy nhanh thì sông Hương có điệu chảy lặng lờ, một điệu slow tình cảm dành riêng cho Huế. Câu 3. Sông Hương ngoài vẻ đẹp thiên nhiên còn được Hoàng Vũ Ngọc Tường khám phá ở nhiều góc độ khác. Dòng sông của lịch sử là dòng sông biên thùy trong sách Địa Dư của Nguyễn Trãi, dòng sông soi bóng kinh thành Phú Xuân của người anh hùng Nguyễn Huệ, sống hết mình với lịch sử bi tráng của các cuộc khởi nghĩa thế kỷ 19, chứng kiến cách mạng tháng 8, cuộc tổng tấn công Mậu Thân năm 1968. Dòng sông của văn hóa và thi ca, gắn bó với kinh thành Huế, là cái nôi của nền âm nhạc dân gian và cổ điển Huế, gắn bó với Nguyễn Du, danh nhân văn hóa thế giới. Sông Hương không bao giờ lặp lại mình trong cảm hứng của các thi nhân, nghệ sĩ như Nguyễn Du, Bà Huyện Thanh Quan, Ca Bát Quát, Tản Đà, Tố Hữu. Dòng sông của đời thường, sau những biến cố lịch sử, nó trở về với cuộc sống bình thường là một người con gái dịu dàng của đất nước. Câu 4. Nhân vật tôi trong tác phẩm là một trí thức gắn bó, yêu say đắm sông Hương và kinh thành Huế. Nhân vật tôi đã huy động vốn kiến thức tổng hợp về địa lý, lịch sử, văn hóa, trong và ngoài nước để miêu tả và cảm nhận những vẻ đẹp khác nhau của dòng sông. Nhân vật tôi nhìn dòng sông từ nhiều điểm nhìn khác nhau, thượng nguồn, trong thành phố Huế, ra ngoại vi thành phố, từ góc độ địa lý, văn hóa, lịch sử, v.v. kết hợp, đan xen điểm nhìn không gian và thời gian. Giọng điệu của nhân vật là giọng thủ thỉ, tâm tình, say đắm, mà tỉnh táo, tự tin, nhưng không áp đặt, sắc sảo mà giàu cảm xúc. Câu 5. Cách tiếp cận sông Đà của Nguyễn Tuân và sông Hương của Hoàng Vũ Ngọc Tường có những nét tương đồng và khác biệt. Có thể tóm tắt trong bản so sánh. Giống nhau. Nguyễn Tuân với sông Đà và Hoàng Vũ Ngọc Tường với sông Hương. Cùng viết tùy bút về dòng sông. Huy động vốn tri thức phong phú về địa lý, lịch sử, văn hóa. Thể hiện rõ rệt cái tôi tài hoa, độc đáo. Khác nhau. Nguyễn Tuân với sông Đà. Khai thác hai mặt hung bạo và trữ tình của dòng sông. Hoàng Vũ Ngọc Tường với sông Hương, khai thác những vẻ đẹp khác nhau của dòng sông. Nguyễn Tuân với sông Đà, miêu tả sông Đà biến đổi theo mùa. Hoàng Vũ Ngọc Tường với sông Hương, miêu tả sông Hương biến đổi theo các khoảng thời gian khác nhau trong ngày. Sớm xanh, trưa vàng, chiều tím. Nguyễn Tuân với sông Đà, qua dòng sông ca ngợi con người lao động, chất vàng mười của vùng Tây Bắc. Hoàng Vũ Ngọc Tường với sông Hương, ca ngợi dòng sông, ca ngợi Huế, ca ngợi quê hương đất nước. Nguyễn Tuân với sông Đà, sử dụng các kiến thức của điện ảnh, hội họa, quân sự, sinh học, văn học, thủy điện, v.v. Hoàng Vũ Ngọc Tường với sông Hương, khai thác chiều sâu lịch sử và văn hóa. Cảm ơn đã xem, mời bạn đăng ký để theo dõi các video tiếp theo.